đi dùng bữa tại nhà hàng Noa, khách hàng sẽ được chơi một số trò chơi nhỏ. Thì những cái trò chơi này nó sẽ giúp khách hàng làm quen với bóng tối và cũng như là làm quen với cái việc sử dụng xúc giác trước khi vào phòng ăn. Tất cả các bạn phục vụ bên trong phòng ăn tối đều là các bạn khiếm thị. Trong quá trình hướng dẫn có gì thì chị cứ gọi Nhi nhé, chị sẽ nghe thấy ạ. Mình đặt tay lên vai em nha. Rồi, dạ. Cho các chị ngồi miệng ha. Dạ, và tiếp theo mình sẽ cùng nhau di chuyển vào phòng tối nhé. Mình sẽ quẹo phải ạ. Từ cái tên gọi đó chính là cái nhà hàng giả thực ăn trong bóng tối. Thì ở đây thì khách hàng sẽ được ăn trong một môi trường tối hoàn toàn. Khi mình bước vào cái môi trường trong bóng tối thì mình sẽ được hướng dẫn và phục vụ bởi một cái nhóm đồng nghiệp rất là đặc biệt, đó là các bạn nhân viên người khiếm thị. Và đây là ghế của mình. Dạ rồi, em mời chị ngồi. Cảm giác ban đầu của mình như thế nào ạ? Dạ, hai chị cứ hít thở đều nhé. Mới đầu có hơi hoảng loạn chút xíu, do là mình quen nhìn mọi thứ là đủ màu sắc rồi, cho tới khi mà mình vô một cái phòng mà nó tối đen hết, mình không có cái gì để mình tập trung á, thì mình sẽ hoảng loạn. Lúc sau thì chị bình tĩnh hơn. Mình không có điểm để mà mình tập trung vào để mình nhìn, tức là mình sẽ nhắm mắt lại. Đầu là theo cái sự hướng dẫn của bạn đồng hành đó. Bên tay phải của mình có hai ly súp nhỏ và hai phần salad ở phía bên tay trái. Mình sẽ dùng từ chén phía trên bên tay phải trước chị nhé. Sau đó mình sẽ đi theo chiều kim quay của đồng hồ ạ. Dạ rồi, mình dùng bữa ngon miệng nhé. Em sẽ hướng dẫn thực khách, đưa thực khách vào phòng tối và hướng dẫn thực khách ăn trong phòng tối như thế nào. Tụi em là người khiếm thị thì đã quen với bóng tối và tụi em cũng có thời gian training từ trước, là tụi em sẽ làm quen với không gian rồi. Mình hướng dẫn lại thực khách ăn á, thì em thấy rất là phù hợp với khả năng của tụi em. Dạ, sắp tới mình sẽ nhìn thấy ánh sáng. Vâng, nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình có thể hướng mắt xuống sàn hoặc là chớp mắt liên tục để mắt mình làm quen trở lại với ánh sáng nhé. Rồi, chào mừng mình đã trở lại ạ. Từ cái trạng thái mà mình không thấy gì cho tới khi mình bước ra ngoài, giống như là mình chuẩn bị ngủ dậy vậy đó. Chị nhận ra được tầm 3 món. Hai món đầu là có rau. Cho mình thì đây là một cái mô hình mà cần được nhân rộng. Bởi vì mình sẽ tạo điều kiện cho các bạn được tạo ra những cái giá trị và cảm thấy là mình hòa nhập với cuộc sống rất là tốt. Những cái khoảng cách đó, nó được thu ngắn lại để mà hiểu nhau hơn. Mình hiểu những cái người mà họ không thấy được nè, không nghe được, không nói được, thì lúc đó cảm nhận của họ như thế nào. Thì ngoài tuyển dụng các bạn phục vụ là người khiếm thị để phục vụ ở trong bóng tối, thì ngoài ra tụi em có tuyển dụng thêm các bạn phục vụ là người câm điếc hay là khiếm thính. Các bạn sẽ hỗ trợ trong công việc sắp xếp bàn ghế ở khu vực ngoài ánh sáng, dọn dẹp, phục vụ đồ uống cho khách và cũng như hướng dẫn khách hết chơi trò chơi. Tụi em thứ nhất là muốn tạo ra công ăn việc làm cho các bạn, và thứ hai đó là mình tạo ra một cái môi trường để cho các bạn được thể hiện tốt nhất cái khả năng của mình, chứ không phải là nhìn vào những khiếm khuyết của các bạn.